Thầy giáo gì thất tình như thất tình với trời. Á, à, tao thấy cái chân mày tao biết mày bệnh rồi. Ốm nhôm kìa, cái chân teo lại luôn kìa. Ê coi tôi thử có tiểu đường không mày? Bệnh tiểu đường cũng có lây nữa. Ra không vậy? Ra lâu lâu ra mẹ dưới thủ cho tao gánh mẹ đi rồi đi đánh cần nhảy diễn hề không. Thủ mẹ cho tao quánh cho rồi chứ tối nay đón YouTube nha, diễn hề trong bóng chuyền. Hòn ơi tối nay đón xem YouTube nha, diễn hề trong bóng chuyền. Đi lĩnh của mì vậy không xuống luôn hả? Trời
Thì tao nói rồi, diễn hài trong bóng chuyện mà. Hai đội bóng chuyền của Nam Căn đang diễn hài. Không có gì hay, chỉ có diễn hài là hay nhất. Trời ơi, bây giờ cho nó mang đôi giày thêm một tắc nữa, nó cũng đánh không được, không được. Bộ tay thì không có, sức bật cũng không, mà lâu ngày mới ra chơi là gì đánh được. Lại một tình huống diễn hài nữa. Đang phát bóng là cầu thủ Văn Hồ, chuyên gia diễn hài trong bóng chuyền. Thank you.
Không đâu diễn hài bằng bóng chuyền nông căng. Chịu về diễn hài lắm anh ơi, anh qua đây chi cũng chịu về diễn hài lắm, đem quay lại để tối nay em đăng YouTube diễn hài nè. Rồi, lại một pha diễn hài của anh Hoàng.